Quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mới đây nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đưa ra những quy định phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể khi người dân về quê ăn Tết, tỉnh nào yêu cầu người dân test Covid-19 khi về quê, quy định cách ly của các tỉnh khác như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Vĩnh Phúc theo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đối với người đến về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, đặc biệt là Hà Nội, thì khi đến liên hệ công tác làm việc, giao dịch ở Vĩnh Phúc cần phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính. Các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp luôn sẵn sàng cơ số kit test nhanh tại cơ quan để đảm bảo tạo điều kiện tốt cho khách phải kiểm tra, đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc. Địa phương này cũng yêu cầu người dân liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế. Người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước, trở về đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Tại Yên Bái, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố Yên Bái ra soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoài tỉnh trở về nghỉ Tết tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán gửi về Sở Y tế qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật trước ngày 20 tháng 1. Địa phương này cũng yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực 24 trên 24 giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Tại Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022 hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Riêng đối với những trường hợp có nhu cầu đến về Ninh Bình, yêu cầu cần phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình. Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn có kết quả test nhanh âm tính trong vòng 48 giờ hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. 2022, các lễ hội đầu xuân, chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ Tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh. Khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ Tết âm lịch, giữ chân công nhân ở lại, không về quê. Hưng Yên theo công điện ra ngày 7 tháng 12 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, người từ vùng dịch về địa bàn phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh ngay khi về đến địa phương. Ngoài ra, người từ vùng dịch trở về Hưng Yên phải tự cách ly tại nhà 14 ngày, tự test nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng. Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ quy định người trở về từ vùng thuộc cấp độ dịch 3 và 4 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng 7 ngày. Người chưa tiêm đủ 2 liều vaccine phải cách ly tại nơi lưu trú 7 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ 1, cấp độ 2, chủ động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoài tỉnh, không đi về thành phố Thái Nguyên từ nay đến dịp Tết. Các địa phương rà soát quản lý những người đến về trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bán hàng vào dịp Tết, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần đối với những người bán hàng tại địa điểm chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hải Phòng, Tại thành phố Hải Phòng, người từ vùng đỏ vùng cam trở về đã tiêm đủ vaccine thì phải cách ly 7 ngày và làm xét nghiệm vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7. Người từ vùng đỏ vùng cam trở về chưa tiêm đủ vaccine, già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ thì phải cách ly tại nhà 14 ngày và làm xét nghiệm vào ngày thứ 7, ngày thứ 14. Người từ vùng xanh trở về thành phố Hải Phòng phải tự theo dõi sức khỏe. Tại Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy định chi tiết với người trở về từ vùng dịch như sau. Đối với những người đến về từ địa bàn có vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, những người đã tiêm đủ liều vaccine, vận động người dân cam kết cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine, thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà nơi lưu trú, kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú, luôn thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Những người chưa được tiêm vaccine cách ly 14 ngày, cách ly tập trung hoặc nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà. Kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất và ngày thứ và ngày thứ 14. Đối với những người đến về địa phương từ cấp độ 1, cấp độ 2, thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định, khai báo y tế với trạm y tế đối với tất cả người dân từ các tỉnh thành khác về trên địa bàn trước khi về nhà. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, thông báo ngay cho trạm y tế của địa phương hoặc cơ quan y tế nếu xuất hiện các triệu chứng ho sốt, đau họng khó thở, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo đúng quy định. Quảng Bình Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình khuyến khích vận động người dân hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết. Trường hợp phải di chuyển trong dịp Tết nguyên đáng trước khi di chuyển, người dân cần phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ. Đối với các trường hợp hoặc đến về từ địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc là vùng cách ly y tế phong tỏa, người dân cần phải có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, đồng thời thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID. Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine, sẽ thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, sau đó sẽ tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo. Đối với người chưa tiêm, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 1, ngày thứ 7 và ngày thứ 14, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Quản trị tất cả người đến từ vùng đỏ cấp độ 4 phải có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xét nghiệm vào tỉnh. Đối với những người đến từ vùng cam cấp độ 3, phải có xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ. Người về từ vùng cấp độ 2 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có giấy ra viện không có 6 tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày đến về địa phương và không bắt buộc xét nghiệm. Người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu và ngày thứ bảy. Người đến từ vùng xanh sẽ không hạn chế đi lại thực hiện khai báo y tế điện tử. Trường hợp người về từ vùng cam cấp độ 3 và vùng đỏ cấp độ 4 đã tiêm đủ vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có giấy ra viện không có 6 tháng, từ theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày, thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất. Người chưa tiêm đủ vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14. Một số trường hợp đặc biệt như người từ vùng đỏ và vùng cam đến quản trị trong thời gian ngắn dưới 14 ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với tần suất 3 ngày một lần, từ trả chi phí trong thời gian công tác lưu trú. Cần Thơ Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, đối với công dân của Cần Thơ đang làm ăn ở các tỉnh thành trở về quê Cần Thơ ăn Tết, Người dân chỉ cần thực hiện 5K và báo với y tế địa phương, khi về thì thực hiện test nhanh không cần test PCR. Trường hợp nếu là F0 mà đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tại nhà, không đủ điều kiện thì cách ly tập trung, còn F1 thì cho cách ly tại nhà. Những thông tin về diễn biến dịch bệnh cũng như các quy định cách ly tại địa phương sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo.